Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu số 44 của đề thi Trung học phổ thông đề thi năm 2023. Câu số 44 cho hàm số y bằng fx có đạo hàm liên tục trên r và thỏa mãn phương trình này. Với mỗi x thuộc r, diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y bằng fx và y bằng f(x) bằng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải như sau. Đầu tiên, chúng ta thấy nếu chúng ta tích phân cho hai bên luôn, chúng ta biết rằng ở đây nó không có chữ x, đó chính là đạo hàm của x, nó sẽ ra 1. Như vậy cái cục này nó giống như là y bằng a,b cộng cho lại b,a. Đây là công thức đạo hàm của phép nhân. Khi chúng ta tính tích phân cái cục này, nó sẽ ra y bằng ab. Như vậy cục này đó chính là x fx. Bây giờ chúng ta tính nguyên hàm cục này, 4x mũ 3 chính là x mũ 4. Cục này chính là 2x bình phương. Cục này chính là số 2x và cộng với chữ c hằng số. Chúng ta chia hai vế cho x, vì chúng ta có chữ x ở đây. Như vậy chúng ta có x mũ 3 cộng 2x cộng 2 cộng cho g chia cho x. Bây giờ chúng ta đạo hàm nó lên, thì chúng ta có 3x bình phương cộng 2 trừ cho c chia cho x bình phương. Bây giờ chúng ta biết c là hằng số, chúng ta để tối giản cái cục này, chúng ta cho c bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ còn lại như thế này. Như vậy chúng ta phải đi tìm giao điểm giữa hai phương trình này. Chúng ta sẽ có x mũ 3 cộng 2x cộng 2 bằng 3x bình phương cộng 2. Như vậy chúng ta để 3x bình phương qua đây. Hai thì chúng ta tịch trừ hai bên. Như vậy chúng ta sẽ còn lại là như thế này. Sau đó chúng ta đi tìm nghiệm thì chúng ta sẽ có là x bằng 0, x bằng 1 và x bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ có là tích phân từ 0 đến 1 và tích phân từ 1 đến 2. Như vậy chúng ta sẽ để giá trị tuyệt đối trong đây, vì đây là diện tích cho nên giá trị phải là số dương hết. Bây giờ nếu mình làm nhanh thì chúng ta lấy cục này nè, bỏ vào đây luôn. Như vậy, cái này chính là x mũ 4 chia cho 4 trừ x mũ 3 cộng với lại x bình phương cận từ 0 đến 1 nằm trong giá trị tuyệt đối. Chúng ta bỏ số 1, bỏ số 0 vào đây, chúng ta sẽ có 1/4
Tính cục này chúng ta tính y chang vậy. Là 17 phần 4. Bây giờ cộng hai giá trị này lại. Chúng ta có 9 trên 2. À, mình tính nhầm cái cục này. Đây là 1 phần 4. Bấm máy nhanh quá. Này là một tổng là 1 phần 2 nha. Như vậy chúng ta phải đi tìm câu cờ. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.